quay trở lại với Xế Cưng, mình là Quỳnh Như đây. Và đây rồi, Camry 2025 đã có mặt tại VMX 2024. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhanh qua xem là cái mẫu xe này có những phiên bản gì mới, giá bán là như thế nào và có những trang gì mới mọi người nhé. Đầu tiên đấy là đến phiên bản, đúng rồi, mọi người có thể thấy một cái ký hiệu HEV ở đây, chúng ta sẽ có bản Hybrid. Tuy nhiên có một bài toán mình đã đặt ra trong cái số new mà mình đã làm trước đó là nếu như cắt cái phiên bản xăng đi và chỉ bán phiên bản Hybrid thôi thì liệu rằng giá bán nó có bị cao quá hay không, khi mà bản xăng hiện tại mức giá đang cũng dao động tầm 1 tỷ cho tới 1,3 tỷ rồi, thì nếu mà bản Hybrid chênh lệch quá nhiều về mặt giá bán mà lại không có lựa chọn bản xăng thì rất có thể là với tầm giá đấy mọi người sẽ quay xe để chuẩn bị lựa chọn những cái mẫu xe SUV hay là SUV cỡ lớn chứ không chọn những mẫu xe sedan hạng D như thế này. Thế nhưng mà rất may mắn mọi người ạ, chúng ta vẫn được giữ lại một phiên bản, đấy là phiên bản 2.0 Quy là phiên bản thấp nhất có giá là 1 tỷ 220 triệu đồng. Đây sẽ là phiên bản xăng duy nhất. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm hai phiên bản Hybrid có mức giá là 1 tỷ 460 triệu đồng dành cho phiên bản giữa 2.5 HEV Mix và bản cao nhất là 2.5 HEV Top, nhưng mà bản này sẽ có mức giá là 1 tỷ 530 triệu đồng. Mọi người cảm thấy mức giá này có hợp lý không? Mình thấy là nó cũng đang nằm trong cái tầm mà mình tưởng tượng, nó không bị cao quá, khá là vừa phải khi mà chỉ cao hơn so với thế hệ cũ khoảng tầm hơn 100 triệu thôi mọi người ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ sang bên kia để xem kỹ xem là những cái thông số về động cơ nó là như thế nào nhé. Đấy rồi, anh em ở đây đang rất là đông đúc. Hiện tại thì hãng vẫn chưa có một cái công bố chính thức nào cả và anh em sẽ phải tự xem catalog và phân tích ở đây mọi người ạ. Ở đây thì hãng có ghi là phiên bản 2.5 HEV sẽ có một phần động cơ xăng, có dung tích là 2.5 lít, cho ra công suất là 184 mã lực và mô men xoắn cực đại là 221 Nm mô men xoắn. Đi kèm với đó là một cái khối động cơ điện có công suất tối đa là 100 mã lực và mô men xoắn cực đại là 205 Nm và sẽ 202 Nm và sẽ sử dụng pin là pin lithium chứ không phải là cái pin giống như thế hệ cũ đã được bán ở nước ngoài mọi người nhé. Pin lithium thì sẽ có một cái độ bền nó tốt hơn. Và hệ dẫn động của mẫu xe này sẽ là hệ dẫn động cầu trước, đi kèm với đó sẽ là hộp số tự động vô cấp ECVC dành cho tất cả các phiên bản luôn, và chúng ta sẽ có 3 chế độ lái. Về cơ bản thì đây sẽ không phải là một phiên bản thay đổi hay là lột xác hoàn toàn mà sẽ chỉ là một phiên bản nâng cấp thôi. Thế nên cái trục cơ sở nó vẫn giữ nguyên cái thông số giống như là thế hệ trước, sẽ chỉ có một chút cái sự thay đổi về mặt kích thước, đấy là xe 2025 sẽ thấp hơn so với thế hệ cũ khoảng tầm 10 mm, là khoảng 1 cm như thế này, và nó sẽ có chiều dài tổng thể dài hơn khoảng tầm 35 mm, và mình nghĩ là cái đoạn dài hơn này nó sẽ nằm ở phần đầu xe mọi người ạ. Vì khi nhìn ở bên ngoài thì nó dài hơn hẳn so với phần đầu xe của thế hệ cũ luôn. Phần nhiều đến từ cái phần nhô ra ở chỗ này. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra phần đầu xe để xem kỹ hơn thiết kế nhé. Và đây là thiết kế khu vực đầu xe của Camry 2025. Khi mà nhìn tổng thể mọi người có thể thấy là nó khá là giống Toyota Crown đã ra mắt ở Nhật Bản hay là một vài quốc gia khác, hay thậm chí là người anh em Prius của mình, bởi vì cái phần thiết kế đầu xe giống như hình cá mập đầu búa, nó sẽ nhô hẳn ra phía trước và vuốt gát xuống dưới chứ không phải là kiểu hiền hòa và thanh lịch giống như thế hệ cũ nữa. Và khi mà nhìn cái phần đầu xe như thế này thì mình có thể thấy là một cái sự nỗ lực trẻ hóa của Toyota khi mà họ có một cái sự thay đổi ngoạn mục về mặt thiết kế như thế này. Mặc dù không phải là bản all new đâu, nhưng mà mình thấy mọi người là cái phiên bản này khi mọi người đi ngoài đường ấy thì nhìn từ rất là xa thôi có thể nhận ra là đây là xe mới rồi, chứ không phải lại gần và soi xét kỹ từng chi tiết đâu. Rồi xem kỹ một chút nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 cảm biến này, một camera phía trước này, và cái phần lưới tản nhiệt nó cũng giống như là cái phiên bản đã ra mắt ở Thái Lan mà chúng ta thấy, nó sẽ đan bởi các cái thanh ngang như thế này. Và cái phần chất liệu để tạo thành cái thanh ngang nó không chỉ là nhựa đơn thuần đó mọi người ạ, nó khá là cứng cáp giống như là kim loại vậy. Và cái họa tiết của cái phần lưới tản nhiệt này thì sẽ là họa tiết kim cương mọi người nhé, với những cái mắt lưới nó khá là sát nhau. Và khi mà nhìn cái thiết kế này thì mình thấy là trông nó đang có hơi hướng điện hóa ở đây. Vậy nên đấy cũng là lý do mà chúng ta có thêm những cái phiên bản Hybrid, nó sẽ thoát khỏi cái kiểu thiết kế cũ của Toyota luôn, và nhìn nó phải công nhận là chiến. Bình thường mình là người trẻ thì mình không thích thiết kế của Camry đâu vì nó sẽ hơi người lớn, nhưng mà phải công nhận là thiết kế này chiến. Ở trên này chúng ta sẽ có phần đèn khá là thanh mảnh mọi người ạ. Đây sẽ là đèn định vị này, Đấy, cái cụm thanh mảnh này là đèn định vị và trong này thì sẽ là đèn pha có kích thước nhỏ thôi. Vì với cái đầu xe thế này mà để đèn quá to thì trông tổng thể thiết kế nó sẽ bị rối mắt. Nhỏ như thế này là hợp lý. Phần đường nét của phần đuôi xe thì vẫn khá là giống thế hệ cũ, chúng ta vẫn được vuốt đuôi dạng coupe như thế này. Và tiếp đến nữa là cái phần mâm. Mâm cũng là một cái đáng nói đấy. Đấy, về kích thước mâm ở đây thì mình thấy đang đề là 235/45R18. Mình nghĩ với cái thiết kế chiến như thế này, nếu mà lên mâm tầm R19 thì trông nó sẽ hầm hố và thể thao hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó sẽ đổi lại là ngồi trong xe nó cũng ổn hơn. Vậy nên có lẽ là Toyota họ vẫn ưu tiên về cái sự êm ái. Và họ vẫn có thể cân bằng được giữa hai cái yếu tố là đổi mới nhưng mà không làm mất đi cái chất cũ của mình. Thế nên chúng ta mới có một cái bộ mâm 18 inch như thế này, phối giữa hai tông màu và đa chấu mọi người nhé. Và đây là cụm đèn cũng như là thiết kế của khu vực đuôi xe. Mọi người thấy sao? Mình thấy là cái ngôn ngữ thiết kế của Toyota Camry được duy trì từ đầu xe cho tới đuôi xe luôn. Đặc biệt là cái phần cụm đèn này có tính nhận diện khá cao, khá là hợp với cái phần đầu xe, mang phong cách thiết kế đấy là cá mập đầu búa. Thế nhưng mà có một điểm mình đang thấy hơi khó hiểu nhẹ, đấy là xe 1,5 tỷ nhưng mà Toyota Camry phiên bản top thì vẫn chỉ được trang bị cốp cơ mà thôi. Và hoàn toàn là mở cơ mọi người nhé. Không gian cốp thì đây, mọi người có thể quan sát ở trong video. Toyota Camry thì luôn là một trong những mẫu xe hạng D có một cái không gian ở tối ưu tốt, có thể để được rất nhiều đồ ở bên trong cốp và phù hợp với cả những gia đình mà có người lớn từ 4 đến 5 người vẫn có thể chứa được đồ ở trong này luôn. Phần dưới cốp chúng ta có một tấm chắn này và bên trong này thì có lốp xô cua cũng như là một vài những cái phụ kiện để chúng ta có thể sửa chữa xe trong quá trình di chuyển. Và đây là cái phần tay nắm cửa cốp để chúng ta có thể kéo cửa cốp xuống một cách nhẹ nhàng. May là nó không nặng, vậy nên là kể cả chị em cũng có thể làm được rất là dễ dàng. Ở bên dưới, cản dưới thì không có gì đặc biệt quá là đáng để nói cả. Nó chỉ là một cái phần nhựa đen nhám như thế này thôi. Và chúng ta sẽ không có thiết kế ống xả hay gì ở đằng sau hết. Ống xả sẽ được đặt nằm ẩn ở bên trong này này. Đó. Và xe sẽ sử dụng cả 4 phanh đĩa luôn. Đằng sau thì chúng ta sẽ có 4 cảm biến. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào xe nhá. Mình thấy ở trong cũng được thay đổi khá khá mọi người ạ. Và đây chính là không gian hàng ghế 2 ở trên Camry 2025. Camry thì luôn là một mẫu xe thuộc phân khúc hạng D, mang lại một cái trải nghiệm ngồi hàng ghế 2 nó rộng rãi, kể cả từ cái đời xa xưa lắm rồi nó đã rộng rãi chứ không cần phải đến cái thế hệ này. Nhưng mà cái đáng nói ở đây là chúng ta sẽ có thêm những cái trang bị mang tính là vui vẻ. Ở phần bệ thì tay trung tâm ban đầu nó sẽ như thế này nhá. Và mình sẽ mở nó ra với một cái phần móc tay ở đây. Và khi mở nó ra mọi người sẽ thấy một cái phím bấm nguồn. Bấm lên đây thì có rất nhiều tính năng mà mọi người có thể điều chỉnh được. Ví dụ như là độ ngả của cái ghế mà mình đang ngồi này, chỉnh điện hoàn toàn nha. Ngả lên, ngả xuống. Ghế phụ cũng như vậy, nâng lên và nâng xuống. Đây, mọi người có thể thấy ở ngay đây. Đó. Và chúng ta hóa ra là không thể chỉnh được điều hòa ở ngay trước mặt. Ở đây chúng ta chỉ chỉnh được gió thôi. Nhưng mà mẫu xe này vẫn có điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Vậy nên là ở cái phần bệ tì tay trung tâm chúng ta vẫn có thể điều chỉnh được những cái độ mát hay là thêm những cái độ ấm dành cho điều hòa. Và một tính năng khá là hay, đấy là một nút bấm dùng để chỉnh rèm điện phía sau. Bấm vào đây thì rèm nó sẽ hạ xuống. Bấm một cái nữa thì rèm nó sẽ nâng lên. Rèm che nắng ở phía ghế của mình thì sẽ chỉ là rèm cơ thôi. Bên ghế kia cũng như vậy, chỉ có rèm phía sau duy nhất đấy là rèm điện. Và ngoài ra chúng ta còn có thể chỉnh được volume của nhạc ở phía trên, hay là chuyển bài, rất nhiều tính năng mà có thể chỉnh ở đây. Chỉ hơi tiếc là có vẻ như cái phần bệ tì tay này nó không được tối ưu tốt để biến thành một cái hốc chứa đồ. Mình nghĩ là với kích thước to thế này mà chúng ta có thể mở cái này lên, xong chứa đồ ở bên trong này thì nó sẽ còn tối ưu hơn nữa. Còn ở đây chúng ta chỉ bấm vào đây để có thể có hai cái vị trí đựng nước thôi. Ngoài ra thì sẽ không chứa thêm được đồ ở phần bệ tì tay này, mà chúng ta sẽ chứa đồ ở phần túi vĩa cúi ra ở trước mắt nè, hay là chứa đồ ở hai bên. Ở đây có thể là đựng được thêm một chai nước. Nói chung là vị trí chứa đồ ở hàng ghế 2 thì mình cũng thấy là nó không quá nhiều đâu. Với những chủ tịch hay là doanh nhân ngồi ghế chairman thì có lẽ là sẽ cần nhiều vị trí để đồ hơn. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai cửa gió điều hòa kèm với cả hai cổng sạc Type-C, trước và sau đều có Type-C. Nhưng mà khá là tiếc một chút đấy là ở giữa hai ghế thì cái vị trí người ngồi giữa này sẽ phải hơi co chân lên một chút vì sàn xe nó đang không khoảng mọi người ạ. Và cả ba ghế thì chúng ta đều có thể chỉnh được cái tựa đầu này chứ không phải là chỉ có hai ghế hai bên. Đấy, về cơ bản là như thế. Ở đằng sau cũng có đèn luôn, khá là đầy đủ. Bây giờ chúng ta lên ghế trước nhé. Ok, và đây là khoang nội thất của Toyota Camry 2025. Trái ngược với vẻ bề ngoài có phần trẻ trung thì bên trong chúng ta cũng có những cái sự thay đổi nhưng mà không phải là quá nhiều. Nó vẫn theo cái thiên hướng là sẽ thanh lịch. Và điểm nổi trội đầu tiên chúng ta có thể thấy ngay trước mắt của mình đấy là một cái phần màn hình. Và ở đây chúng ta sẽ có camera 360 độ. Nhưng mà camera 360 độ này nó lạ lắm mọi người ạ. Đây, nó sẽ như thế này đây. Nó không phải là full hết cả cái màn hình ra. Chúng ta sẽ bấm để chuyển từng các chế độ và xem từng góc khác nhau. Đó, và bên cạnh đó đây cũng sẽ là cái phiên bản duy nhất được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Ở bản giữa chúng ta được trang bị cửa sổ trời nhưng không toàn cảnh. Còn với bản thấp thì sẽ không có cửa sổ trời. Và cũng sẽ có đầy đủ các nút chỉnh điện luôn. Ví dụ vô lăng, mọi người có thể chỉnh điện 4 hướng ở đây. Lên xuống này, tiến này, lùi này. Ghế lái có nhớ ghế 2 vị trí và chúng ta cũng có thể chỉnh điện phun hướng được luôn. Ghế lái và ghế phụ đều có tính năng chỉnh điện như nhau và đều có bơm lưng, đều có chỉnh điện phun hướng. Chúng ta còn có thể chỉnh được cả ghế phụ từ vị trí của người lái. Bây giờ xe này không chỉ có các chủ tịch đi rồi mà con chủ tịch cũng đi. Nên là có những cái tính năng này nó sẽ ga lăng và dễ tán gái hơn rất là nhiều mọi người ạ. Đằng trước mặt của chúng ta thì rất may mắn là mặc dù màn hình này là 12,3 inch cỡ lớn nhưng người ta không tích hợp tất cả mọi thứ vào màn hình. Cái gì cần cơ vẫn giữ lại là cơ. Ví dụ như là nút chỉnh volume vẫn là cơ nhưng mà cái vị trí này nó hơi cao nha. Ví dụ đẩy xuống dưới cái khu vực quanh đây thì nó sẽ dễ chỉnh hơn, cái này sẽ hơi cao mọi người ạ. Và bên cạnh đó tất cả những gì liên quan đến điều hòa đều được sử dụng là phím cơ bằng cái dạng lên xuống như thế này. Ghế lái và ghế phụ đều có 3 chế độ làm mát ghế và chúng ta có thể chỉnh được rất là nhiều thứ liên quan đến điều hòa ở đây. Cái này là một cái là điểm cộng vì khi lái xe chúng ta cần một cái sự tập trung nên việc chỉnh điều hòa mà phải chỉnh ở trên màn hình luôn là một điều mà mình không thích lắm. Tuy nhiên cái phần nút bấm ở trên Camry 2025 thì đang hơi khó hiểu bởi vì cái phần màn hình thì nó bóng, nút bấm thì nó lại là nhựa lì như thế này. Nhựa lì thì có ưu điểm là nó sẽ cực kỳ bền, nó sẽ không bị xước, kể cả mọi người không dám PPS thì dùng rất lâu nó cũng không bị xước, nó sẽ không bị cũ đi nhanh chóng giống như là nhựa bóng. Tuy nhiên với việc xuất hiện quá nhiều những cái nút nhựa lì như này, ở đây cũng có này, ở đây này, Eco, Normal, Sport, các chế độ lái, Auto Hold, EV Mode hay là phanh tay điện tử đều là dạng nhựa lì thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác khi ngồi vào khoang lái của một mẫu xe có giá là 1,5 tỷ, nó sẽ không còn cái độ sang chảnh và bóng bẩy lắm nữa khi nó lì nhiều như thế này. Kể cả vô lăng, các nút bấm trên vô lăng cũng là các nút bấm trên vô lăng cũng là nhựa lì kết hợp với cả nhựa bóng luôn. Kể mà bóng hết này thì nó sẽ sang và nó sẽ đẹp nhưng chúng ta sẽ mất công chăm sóc và phải dán PPF các kiểu, thì cái này là tùy gu mọi người thôi. Không biết mọi người thấy là nhựa lì và bền thì ok hơn hay là nhựa bóng và đẹp thì ok hơn. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái phần mặt dưỡng màn hình nối liền với cả phần cửa gió điều hòa này được kết hợp với nhau bằng những cái đường nét song song. Và đối với Camry 2025 sẽ có thêm một tính năng đấy là lọc không khí Nano X dành cho cái phần điều hòa này. Okay. Và di chuyển đến quay trở lại cái phần bệ tì tay trung tâm thì ở đây sẽ có một vị trí sạc không dây dành cho cả 3 phiên bản, có 3 cổng sạc đều là USB-C, đằng sau cũng thế và đằng trước cũng như thế. Cửa gió điều hòa thì ở trên này và ở phần vô lăng thì có tất cả những cái nút bấm để chúng ta có thể điều chỉnh các chế độ lái ADAS. Với Camry 2025 thì sẽ là Toyota Safety Sense thế hệ 3.0. Với cái phiên bản này sẽ đầy đủ tất cả các tính năng này. Ngoài ra chúng ta sẽ được bổ sung thêm 2 cái nữa. Một cái là phanh chủ động khi mà lùi mà có chướng ngại vật các thứ nó sẽ phanh cho mình. Cái thứ hai đấy chính là một cái tính năng cũng khá là hay, đấy là khi mở cửa mà có chướng ngại vật hay là có người đi đến đấy thì nó sẽ ra tín hiệu cảnh báo chúng ta, gọi là tính năng mở cửa an toàn. Trên này thì chúng ta sẽ có gương chiếu hậu chống chói tự động, hình như là cả 3 phiên bản đều sẽ có cái tính năng này. Và đây sẽ là những cái nút bấm để chúng ta có thể điều chỉnh cái phần panorama, cửa gió. Đây là những cái nút bấm để chúng ta có thể điều chỉnh cái phần cửa sổ trời toàn cảnh. Và những nút này cũng không phải là nút bóng, không phải là nút kim loại mà vẫn là nút nhựa nhá mọi người nhá. Ưu tiên về cái độ bền bỉ. Còn về tổng thể cái khoang lái thì mình thấy là cái việc thiết kế nhiều cái đường nét song song và mặt phẳng như thế này sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác là mặc dù có nhiều nút nhưng nó không bị rối rắm, và mặc dù kết hợp giữa nhiều chất liệu khác nhau nhưng nó không bị rối rắm. Và có rất nhiều da pha với cả nhựa bóng, pha với cả nhựa lì, nhưng mà khi mà có những cái đường nét đơn giản như vậy chúng ta ngồi vào khoang lái chúng ta sẽ không cảm thấy bị ngợp. Và đó là những cái trang bị mà mình xem rất là nhanh trên Toyota Camry 2025. Mọi người cảm thấy là một mẫu xe thế này sẽ phù hợp với đối tượng người dùng như thế nào? Mình thì mình thấy là tầm một chân dung một doanh nhân trẻ 30 mấy tuổi và có một cái xe, mong muốn có một cái xe có ngoại hình nó trẻ trung này, bóng bẩy này, khung gầm thì của Toyota chắc và khung gầm toàn cầu. Và cái cảm giác lái thì là một cái mà mình chưa được trải nghiệm, và xin hẹn mọi người trong những video tiếp theo mà Xế Cưng có dịp cầm chiếc xe này lâu hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.